thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến bà gọi là Jory Taylor Green, dân biểu của tiểu bang Georgia và Đảng Cộng Hòa. Có một số khán giả thắc mắc tại sao bà Lee Cheney cũng là Đảng Cộng Hòa mà chúng ta lại chống bà Lee Cheney mà lại không chống bà Jory Green. Và thưa quý vị, thật ra cái bà Green này mới là một người có khả năng. Còn cái bà Lee Cheney các bà ấy là không có một chút tài năng nào. Giống như là con gái của cố nghị sĩ McCain là cô Megan McCain. Họ toàn là những người dựa vào tên tuổi của cha ông để họ sống. Lee Cheney là con gái của Dick Cheney. Dick Cheney từng là phó tổng thống, từng là bộ trưởng ngoại giao quốc phòng trước kia. Ở tiểu bang Wyoming, Lichene chỉ là một người đàn bà tầm thường Thuộc về loại gọi là gì Chặt to kho mặn <laughs> Không có biết cái gì cả Chín đồng đổi lấy một chục Bắt đạt chồng Đấy là cái loại người Lichene Quý vị có thấy bao giờ Lichene nói chuyện lưu ông chồng gia đâu Và đã từng ly gì Với loại đàn bà đó thì đàn ông người ta sợ <laughs> Và là con gái của Lichene Là người rất ảnh hưởng của Đảng Cộng Hòa thời cha con Bush. Còn bà Green là một người trẻ tuổi. Nếu mà bên Dân Chủ có Alexandria Cortez thì ở bên Cộng Hòa chúng ta có Missouri Taylor Green. Chính bà Green đã từng gặp Cortez ở Hà Viện. Hai người đều là dân biểu mà. Thách đố khi mà bà Taylor Green này đi tới họp đeo một cái bảng Trump won đeo cái mật khẩu mà có cái chữ Trump won tôi có nghĩa là Trump đã thắng rồi mà trong cái lúc bây giờ tình thế còn đang tranh tối tranh sáng về vấn đề Mike Pence đưa ra quốc hội để quyết định về vấn đề phiếu đại cử tri đoàn thế thì Alexander thể của đảng dân chủ nếu mà so với bà Green thì có thể chả làm được cái gì hết mà làm hại chính phủ cũng như là dân chúng của tiểu bang New York. Quý vị còn nhớ chúng ta mở một đơn đi xa đề một tí. Cách đây chưa đầy một năm vào khoảng độ tháng 8 năm 2020 thì công ty của Amazon phát triển business ở tiểu bang New York ở tiểu bang Virginia. Bezos tuyên bố sẽ bỏ ra 3 tỷ đô la cho mỗi tiểu bang để lập ra một cái trung tâm phân phối đông đảo có thể dùng đến 10.000 nhân viên của mỗi vùng, tức là New York và Virginia. Nhưng mà đến New York thì Alexander Cortez lại làm giá đòi là thuế phải cao, đòi là vấn đề phải ưu đãi ông biết sau đó ông bảo ủa, tôi bỏ tiền nó giúp cho tiểu bang của quý vị mà quý vị còn đưa điều kiện để mà hành hạ cho tôi thôi cúp tôi chỉ mở Virginia kết quả là một trung tâm distribution phân phối hàng lớn nhất của miền đông của công ty Amazon đã được mở ra ở tiểu bang Virginia lợi cho tiểu bang 6 tỷ đô la cả một cái trung tâm 1 triệu square feet chứa hàng và phân phối hàng trong khi đó New York mất người ta tính ra cái tiền thuế mỗi năm của tiểu bang Virginia hàng tỷ đô la. Bởi vậy, cho nên nếu New York được cái công ty Amazon mở công ty ở đó chi nhánh cũng sẽ kiếm hàng tỷ đô la tiền thuế mỗi năm để mà tăng ra cái vấn đề đời sống của da đen và đời sống của Latino. Để quý vị thấy rằng đàn con lừa nó chỉ ăn hại, còn bà Lograin thì bây giờ công khai tuyên bố là giúp đỡ cho dân chúng của giọt gia phải có tự do không bị ràng buộc về vấn đề đi bầu là phải có ai đi không phải như đảng dân đảng con lừa đó đi bầu tự do và dân di cư bất hợp pháp cũng tự do chuyện xảy ra thời covid chừng tháng 3 tháng 4 năm 2020 quý vị nhớ Enrico Mo dài miệng ra chỉ trích tổng thống Donald Trump là tiểu bang của chúng tôi quá nhiều người đau ốm mà không có máy trợ thở. Tổng thống Donald Trump ra lệnh nghiên cứu với Bộ Y tế thì họ nói trước kia đã gửi cho New York hàng chục ngàn máy trợ thở. Bởi về tổng thống mới ra lệnh FBI điều tra kết quả những nhà kho của Andrew Moore còn chứa 5 ngàn máy trợ thở mà không dùng. Rồi phút đó, ký giả hỏi Andrew Moore, thì anh ta nói, ô, năm ngàn đó tôi đề phòng với tương lai. Mà trong khi bây giờ bệnh nhân không có máy dùng và họ chết, nhất là những người già. Tôi cũng lại nói thêm chi tiết, Quý vị nhớ tại sao những cái người chết đa số là hút thuốc vì Covid 19. Ra về cái loại Covid này nó tấn công phổi. Người ta gọi là dịch viêm phổi Covid 19. Nó chỉ tấn công vào đường hô hấp của quý vị. Cho nên có lắm người trẻ tuổi cũng bị chết. Và tôi có nhiều khán giả nói rằng giáo sư từ ngày mà có cái vấn đề covid 19 mà chết vì vấn đề phổi tôi phải cảm ơn <laughs> mà sao bà lại cảm ơn bởi vì từ ngày đó ông chồng tôi với con trai tôi nó bỏ thuốc nó thấy nó sợ quá khi bác, bác sĩ nói là cái covid 19 này nó tấn công phổi đâm ra cả cha cả con dẹp yeah, không mà còn hút thuốc nữa thì đến bây giờ cha con của họ đã bỏ thuốc được gần một năm tôi nói để bảo giáo sư mừng dùng cho gia đình tôi và nói loan báo để cho người nào mà muốn không bị Covid-19 nhiều chịu khó bỏ thuốc lá. Thì câu chuyện, câu chuyện đến đây thì chúng ta thấy Đảng Cộng Hòa toàn những cái người có lương tâm cho đất nước, cho dân tộc. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.